Việt Nam chúng ta gồm có 7 vùng kinh tế, đó là vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Trong chuyên đề 4 này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập lại 4 vùng đầu tiên chúng ta đã học, đó là Trung Du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Còn 3 vùng còn lại thì các em sẽ học ở chuyên đề 5. Sau đây chúng ta đi vào nội dung cụ thể từng vùng kinh tế. Vùng kinh tế đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập là vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Phần khái quát. Nhìn vào lược đồ chúng ta thấy Trung Du miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lý tiếp giáp với Trung Quốc, Lào, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Vịnh Bắc Bộ. Vùng này chia thành 2 tiểu vùng. Tiểu vùng Tây Bắc gồm có 4 tỉnh, Đông Bắc gồm 11 tỉnh và tất cả vùng là gồm có 15 tỉnh. Các em xem Atlas địa lý Việt Nam để biết tên các tỉnh. Về dân số, vùng có dân số hơn 12 triệu người, chiếm 14,2% dân số cả nước, số liệu 2006, diện tích lớn nhất cả nước với trên 101.000 km² và chiếm 30,5% diện tích cả nước. Đây là một số hình ảnh như cao nguyên đá Đồng Văn, Điện Biên Phủ, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Sapa. Nội dung thứ hai, các thế mạnh. Thế mạnh thứ nhất là khai thác chế biến khoáng sản và thủy điện. Về khoáng sản, nhìn vào lược đồ khoáng sản Trung Du và miền núi Bắc Bộ, chúng ta có thể thấy đây là vùng giàu khoáng sản nhất cả nước. Khoáng sản có rất nhiều loại, trong đó có khoáng sản về năng lượng, gồm than, khoáng sản kim loại thì gồm có sắt, đồng, thiếc, bauxit, chì, kẽm, đất hiếm. Khoáng sản phi kim gồm apatit. Với sự đa dạng về khoáng sản này, giúp cho vùng phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thì vùng này còn gặp phải khó khăn, đó là các mỏ quặng nằm sâu trong lòng đất, đòi hỏi phải có phương tiện hiện đại và chi phí cao. Cơ sở hạ tầng thì kém phát triển, thiếu lao động lành nghề. Về thủy điện, đây là vùng có trữ năng thủy điện lớn nhất cả nước. Tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Hồng, chiếm khoảng 1/3 trữ lượng. Riêng sông Đà chiếm tới 6 triệu kW. Các nhà máy thủy điện các em có thể xem trong Atlas địa lý Việt Nam trang 22, lược đồ công nghiệp chung. Đây là nhà máy thủy điện Sơn La với công suất 2.400 MW. Với công suất này, nhà máy thủy điện Sơn La đạt kỷ lục nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ngoài khai thác khoáng sản và thủy điện thì vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ còn nhiều thế mạnh khác, trong đó có trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới, chăn nuôi gia súc, kinh tế biển. Mỗi thế mạnh này các em cần ghi nhớ các điều kiện phát triển và thực trạng phát triển. Trong phần điều kiện phát triển thì các em ghi nhớ cho cô các thuận lợi, khó khăn. Và phần thực trạng thì chúng ta nêu được thực trạng phát triển của mỗi loại cây, con hoặc là ngành đó.
Toàn bộ kiến thức của các thế mạnh này cô đã tổng hợp lại trong bảng kiến thức như sau. Và các em có thể chụp lại màn hình hoặc ghi chép bài lại để chúng ta học bài. Mời các em quan sát một số hình ảnh về vùng trồng chè ở Thái Nguyên. Sapa là vùng trồng rau và sản xuất hạt giống quanh năm. Chúng ta chuyển sang vùng tiếp theo, đó là vùng đồng bằng sông Hồng. Phần khái quát chung. Trên màn hình của các em là lược đồ các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Dựa vào lược đồ này, chúng ta có thể nhận thấy được vị trí địa lý. Đồng bằng sông Hồng giáp với Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ. Vùng đồng bằng sông Hồng gồm có 10 tỉnh. Các em nhìn atlas để kể tên các tỉnh, thành phố. Dân số khoảng 18,2 triệu người, chiếm tới 21,6% dân số cả nước. Và diện tích thì 15.000 km², chiếm 4,5% diện tích cả nước. Thuận lợi cho giao lưu kinh tế và phát triển tổng hợp kinh tế biển. Các hạn chế chủ yếu của vùng đồng bằng sông Hồng gồm: dân số đông, mật độ dân số cao, cơ cấu dân số trẻ gây sức ép nhiều mặt, nhất là giải quyết việc làm. Quỹ đất nông nghiệp thì đang bị thu hẹp dần. Nhiều thiên tai như bão, lũ, hạn hán. Hiện tại tài nguyên đang bị suy giảm, thiếu nguyên và nhiên liệu. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa phát huy được những thế mạnh vốn có của vùng. Tình trạng ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở xảy ra liên tục. Bão là một trong những thiên tai nổi bật của vùng này và nó làm ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề kinh tế xã hội của vùng. Đây là tình trạng ngập lụt do mưa bão. Ngoài ra thì vùng đồng bằng sông Hồng về mùa đông rất là lạnh, hay còn gọi là tình trạng rét. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính của vùng. Phần A, thực trạng. Giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng tỷ trọng khu vực 2 và 3. Sự chuyển dịch này theo hướng tích cực nhưng diễn ra đang còn chậm. Các định hướng chính. Định hướng chung là tiếp tục giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng tỷ trọng khu vực 2 và 3. Trong nội bộ từng ngành, thứ nhất là khu vực 1, giảm trồng trọt, tăng chăn nuôi và thủy sản. Trong trồng trọt thì giảm cây lương thực, tăng cây công nghiệp, cây thực phẩm và cây ăn quả. Trong khu vực 2 thì chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm. Riêng khu vực 3, phát triển du lịch, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, giáo dục, đào tạo. Đây là một số hình ảnh của vùng đồng bằng sông Hồng. Chúng ta chuyển sang ôn tập vùng thứ 3, đó là vùng Bắc Trung Bộ. Khái quát về vùng Bắc Trung Bộ như sau. Trên màn hình của các em là lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ. Vùng Bắc Trung Bộ có vị trí tiếp giáp với Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Lào, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Biển Đông. Dựa vào atlas, các em có thể thống kê được vùng này gồm 6 tỉnh. Về dân số, 10,6 triệu người, chiếm 12,7% dân số cả nước. Diện tích
thì 51,5 nghìn km vuông và chiếm 15,6% diện tích cả nước. Với vị trí địa lý và dân số như vậy thì đồng bằng sông Hồng thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế xã hội với các vùng khác và cả bằng cả đường bộ và đường biển. Về việc hình thành cơ cấu nông lâm ngư của vùng Bắc Trung Bộ. Trên màn hình của các em là lát cắt từ Tây sang Đông thể hiện cơ cấu nông lâm ngư của Bắc Trung Bộ. Với lát cắt này, chúng ta có thể nhận thấy ý nghĩa của việc hình thành cơ cấu nông lâm ngư là phát huy các thế mạnh sẵn có của vùng, tạo ra được cơ cấu ngành đa dạng, tạo ra thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian. Phần A, khai thác thế mạnh về lâm nghiệp. Vùng có diện tích rừng 2,46 triệu hectare, chiếm khoảng 20% diện tích rừng cả nước. Độ che phủ rừng 47,8%, đứng sau Tây Nguyên. Trong rừng có rất nhiều loài gỗ quý, nhiều lâm sản, chim thú có giá trị. Rừng tập trung chủ yếu ở vùng biên giới Việt-Lào. Về biện pháp, chăm lo việc khai thác đi đôi với bảo vệ và tu bổ rừng. Bảo vệ và phát triển vốn rừng giúp bảo vệ môi trường sống của nhiều động vật hoang dã. Trồng rừng ven biển. Về khai thác tổng hợp các thế mạnh về nông nghiệp của Trung Du, Đồng Bằng và ven biển. Đối với vùng đồi trước núi, chăn nuôi gia súc lớn như trâu, bò, trồng trọt thì hình thành một số vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, củ tiêu, chè. Vùng đồng bằng, đất đai chủ yếu là cát pha, thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp hàng năm, hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm và thâm canh lúa. Bình quân lương thực trên đầu người tăng khá. Đây là một số hình ảnh về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của vùng Bắc Trung Bộ. B. Xây dựng cơ sở hạ tầng, trước hết là giao thông vận tải. Xây dựng cơ sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của vùng. Nhìn vào lược đồ giao thông vận tải Việt Nam trong Atlas, chúng ta có thể nhận thấy các tuyến giao thông quan trọng của vùng đó là quốc lộ 1A, đường quốc lộ số 789 hoặc đường Hồ Chí Minh, các sân bay, các cảng biển được đầu tư nâng cấp. Các em khai thác tên các cảng, các sân bay trong Atlas địa lý Việt Nam. Trước mắt các em đó là khu vực Bắc Trung Bộ Phóng To. Phía dưới là đường Hồ Chí Minh đoạn qua Phong Nha Kẻ Bàng. Chúng ta chuyển sang ôn tập vùng cuối cùng trong chuyên đề này là vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Khái quát chung, Duyên Hải Nam Trung Bộ có vị trí tiếp giáp với Bắc Trung Bộ, Lào, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Biển Đông. Dựa vào Atlas địa lý Việt Nam, chúng ta có thể thống kê được vùng này gồm 8 tỉnh, thành phố. Về dân số, 8,9 triệu người, diện tích 44,4 nghìn km vuông. Vùng này kéo dài và hẹp ngang. Ý nghĩa là cầu nối Bắc Nam, nối Tây Nguyên với biển, thuận lợi cho giao thông, trao đổi hàng hóa, các đảo, quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng đối với cả nước.
triển tổng hợp kinh tế biển của vùng. A. Nghề cá. Tiềm năng. Vùng có bờ biển dài, nguồn lợi hải sản phong phú, có nhiều bãi tôm cá và các ngư trường lớn. Dọc bờ biển lại có nhiều vùng vịnh đầm phá, thuận lợi để nuôi trồng thủy sản. Về hiện trạng, sản lượng thủy sản đang tăng nhanh. Hoạt động chế biến thủy sản ngày càng đa dạng, phong phú, phát triển theo xu hướng sản xuất hàng hóa. Ngành thủy sản ngày càng có vai trò to lớn trong việc giải quyết vấn đề thực phẩm của vùng và của cả nước. Ngành thứ hai trong tổng hợp kinh tế biển là du lịch biển. Tiềm năng là vùng có nhiều bãi biển nổi tiếng. Các em xem trong Atlas. Trên màn hình của các em, đây là bãi biển Vũng Tàu, một trong những bãi biển đẹp của Việt Nam. Hiện trạng phát triển. Việc phát triển du lịch biển đảo gắn với hàng loạt hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, thể thao và đang rất phát triển. Một số trung tâm du lịch nổi tiếng của vùng như Đà Nẵng, Nha Trang hay Vũng Tàu, v.v. Ngành thứ ba trong tổng hợp kinh tế biển là ngành dịch vụ hàng hải. Về tiềm năng, vùng có nhiều vũng vịnh ăn sâu vào đất liền, thuận lợi cho việc xây dựng các cảng biển, cụm cảng nước sâu. Hiện trạng, hiện tại có một số cảng tổng hợp lớn như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Các em có thể xem Atlas để đọc tên các cảng này. Cảng đang xây dựng cảng vùng đang xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Trên màn hình của các em, đây là vị trí xây dựng cảng Vân Phong tại vịnh Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đây là hình ảnh vịnh Vân Phong, ngay mũi tên màu trắng. Và hình ảnh chụp thực tế vịnh Phong. Ngành thứ tư trong phát triển tổng hợp kinh tế biển của vùng là ngành khai thác khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối. Vùng thềm lục địa có nhiều dầu mỏ, phát triển ngành khai thác dầu khí, đặc biệt là ở phía đông quần đảo Phú Quý. Nhiều đoạn bờ biển thấp, bằng phẳng, có độ mặn nước biển cao thì phát triển nghề làm muối. Nghề làm muối nổi tiếng ở Càn Ná, Sa Huỳnh. Đây là hình ảnh khai thác dầu khí trên biển Đông. Còn đây là khai thác muối. Nội dung thứ ba chúng ta cần ôn tập trong phần duyên hải Nam Trung Bộ là phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đây là lược đồ khai thác các thế mạnh chủ yếu của duyên hải Nam Trung Bộ. Thực trạng, vùng đã có một số trung tâm công nghiệp như Đà Nẵng, Nha Trang, đang hình thành một số khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất. Điều đó cho thấy công nghiệp đang khởi sắc. Vùng rất hạn chế về tài nguyên, đặc biệt là nhiên liệu và năng lượng. Cơ sở năng lượng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển công nghiệp của vùng. Hướng giải quyết như sau: tăng cường vốn, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là năng lượng, giao thông vận tải, phát triển các tuyến đường ngang nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu, tiếp tục củng cố, xây dựng và mở rộng các cơ sở sản xuất công nghiệp. Đây là một góc của thành phố Đà Nẵng. Còn đây là con đường nối Nha Trang với Đà Lạt. Tất cả những công trình này đã được nâng cấp phục vụ cho mục đích giao thông vận tải và phát triển kinh tế của vùng.
Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em ôn tập lại 4 vùng kinh tế, trong đó có Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Sau khi học xong chuyên đề này, các em trả lời sau một số câu hỏi trắc nghiệm sau. Câu 1. Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ là A. Sơn La, B. Hòa Bình, C. Tuyên Quang, D. Thác Bà. Đáp án chính xác của câu này là Sơn La. Câu 2. Sông có trữ năng thủy điện lớn nhất vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ là A. Sông Đà, B. Sông Gâm, C. Sông Chảy và D. Sông Lô. Đối với câu hỏi này, nếu các em không nhớ được, các em có thể sử dụng Atlas và chúng ta tìm ra đáp án. Đó là A. Sông Đà. Câu 3. Trung Du và miền núi Bắc Bộ có kiểu khí hậu A. Nhiệt đới ẩm gió mùa, B. Nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông ấm, C. Cận xích đạo, mùa hạ có mưa phùn, D. Nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông lạnh. Đối với câu số 3 này, chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ. Đáp án A. Nhiệt đới ẩm gió mùa chưa đầy đủ, chúng ta loại trừ. B. Nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa đông ấm, mùa đông ấm là sai, các em bỏ đi. C. Cận xích đạo, mùa hạ có mưa phùn, đáp án này sai. Như vậy, đáp án D. Nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh là chính xác. Câu 4. Tỉnh duy nhất của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có biển là A. Quảng Ninh, B. Lào Cai, C. Lạng Sơn và D. Bắc Giang. Đối với câu số 4, nếu các em không nhớ tỉnh nào, các em có thể mở Atlas Địa lý Việt Nam ra xem và chúng ta sẽ tìm được đáp án A. Quảng Ninh. Câu 5. Khó khăn nào sau đây ảnh hưởng mạnh nhất đến sản xuất công nghiệp của đồng bằng sông Hồng? A. Thiếu nguyên liệu tại chỗ, B. Mật độ dân số cao nhất nước, C. Cơ cấu kinh tế chậm chuyển biến, D. Cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Đối với câu số 5 này, chúng ta đã học ở chuyên đề và trong bài học, chúng ta phải học thuộc, phải ghi nhớ. Khó khăn ảnh hưởng mạnh nhất đến sản xuất công nghiệp của đồng bằng sông Hồng đó là thiếu nguyên liệu tại chỗ. Các em ghi nhớ nội dung này. Câu 6. Đặc điểm kinh tế xã hội nào sau đây không đúng với đồng bằng sông Hồng? Các em nhớ là câu hỏi không đúng. A. Mật độ dân số cao nhất cả nước, B. Năng suất lúa cao nhất cả nước, C. Sản lượng lúa cao nhất cả nước, D. Có lịch sử khai thác lãnh thổ sớm nhất. Đối với câu hỏi số 6 này, các em sẽ sử dụng phương pháp loại trừ. Câu A. Mật độ dân số cao nhất cả nước. Câu này chắc chắn là đúng, cho nên chúng ta loại bỏ. Câu B. Năng suất lúa cao nhất cả nước. Câu này cũng đúng, chúng ta loại bỏ đáp án này. Câu D. Có lịch sử khai thác lãnh thổ sớm. Câu này cũng đúng, do đó chúng ta loại bỏ. Và chỉ còn đáp án C, sản lượng lúa lớn nhất cả nước. Đáp án này không đúng, bởi vì sản lượng lúa lớn nhất cả nước thuộc về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, đáp án chính xác của câu 6 sẽ là sản lượng lúa lớn nhất cả nước. Câu 7. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các tuyến đường ngang ở Duyên Hải Nam Trung Bộ là A. Tạo thế mở cửa có vai trò quan trọng hơn đối với Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, B. Tăng cường giao lưu Bắc Nam, C.
tăng cường thu hút khách du lịch. D. Thúc đẩy công nghiệp phát triển, hình thành các ngành công nghiệp mới. Đáp án chính xác của câu 7 là A. Tạo thế mở cửa có vai trò quan trọng đối với Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan, bởi vì vùng duyên hải Nam Trung Bộ là vùng cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên và Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan. Câu số 8. Để trả lời được câu hỏi số 8, các em nhanh tay mở Atlas Địa lý Việt Nam trang 27. Câu hỏi như sau. Dựa vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 27, hãy cho biết cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào? Đáp án A. Thanh Hóa, B. Nghệ An, C. Quảng Bình và D. Quảng Trị. Các em nhanh tay tìm đáp án. Đáp án chính xác là D. Quảng Trị. Câu 9. Dựa vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 26, hãy cho biết trong cơ cấu GDP khu vực 1, nông lâm thủy sản năm 2007, đồng bằng sông Hồng chiếm bao nhiêu phần trăm? Để trả lời được câu số 9, các em nhanh tay mở Atlas trang 26. Trước hết, các em xác định được nông lâm thủy sản của đồng bằng sông Hồng năm 2007 được thể hiện bằng ký hiệu, đó là hình quạt màu vàng. Nhìn vào hình quạt màu vàng của vùng đồng bằng sông Hồng, chúng ta dễ dàng xác định được con số 14%. Như vậy, đáp án chính xác của câu số 9 là A. 14%. Câu 10. Trung tâm công nghiệp lớn nhất vùng duyên hải Nam Trung Bộ là A. Nha Trang, B. Đà Nẵng, C. Quy Nhơn, D. Quảng Ngãi. Để trả lời được câu số 10, các em có thể dùng Atlas Địa lý Việt Nam trang 21 lược đồ công nghiệp chung hoặc lược đồ vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ Nha Trang không đúng, Quy Nhơn và Quảng Ngãi không đúng. Chỉ có Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất vùng. Bài học kết thúc, tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chuyên đề số 5.